chào các anh em nhà Tết Mát. Đây là bản tin Tết Daily ngày 24 tháng 1 năm 2018 và mình là Như Quỳnh. Hôm qua thật sự là một ngày rất là vui đúng không các bạn? Đến bây giờ thì mình vẫn còn tưởng Việt Nam vào chung kết U23 châu Á là một giấc mơ thôi. Và hòa cùng với niềm vui chiến thắng thì các mạnh thường quân nè, những người yêu bóng đá đã có những cái món quà vật chất cũng như là những món quà tinh thần gửi đến đội U23 nước ta. Trong đó thì có cả ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam, đó là Viettel, Mobifone, Vinaphone cũng đã có những cái phần quà đặc biệt cho đội bóng nước nhà. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là các ông lớn viễn thông này đã tặng gì nhé. Trước niềm vui to lớn mà U23 Việt Nam mang lại cho người dân nước ta thì tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đã tặng ngay 1 tỷ đồng tiền mặt cho các chàng trai đã thi đấu như những chiến binh dũng cảm. Còn đối với Vinaphone thì sau khi mà U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích thần kỳ đi tiếp vào trận chung kết U23 châu Á thì Vinaphone đã tặng SIM và gói cước điện thoại, nhắn tin, các gói data v.v. với tổng giá trị lên đến 2,3 tỷ đồng. Và đội U23 Việt Nam cũng đã trở thành khách hàng kim cương đối với nhà mạng Mobifone trong vòng 25 tháng tới, khi mà nhà mạng này vừa tuyên bố là sẽ tặng thẻ kim cương và các gói cước sử dụng tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Những món quà này thật sự rất là xứng đáng đối với U23 Việt Nam đúng không các bạn? Hy vọng là trong trận chung kết diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 tới đây thì U23 Việt Nam sẽ hoàn thành cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích mang tên U23 châu Á. Và tin tức tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay đó là GDI đã công bố cảm biến vân tay dưới màn hình LCD đầu tiên. Cách đây không lâu thì Vivo và Synaptics đã giới thiệu công nghệ cảm biến vân tay nhúng vào màn hình. Nhưng mà hạn chế của Vivo và Synaptics đó là công nghệ này chỉ có thể sử dụng trên màn hình OLED mà thôi. Đồng nghĩa là chi phí cho tấm nền màn hình tích hợp được cảm biến vân tay sẽ có chi phí rất là đắt. Mới đây thì Japan Antivirus... Japan Display In vừa mới giới thiệu cảm biến vân tay đặt dưới màn hình LCD. Như vậy là đã mở ra tương lai cho các smartphone tầm trung và cận cao cấp là sẽ được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình thời thượng. GDI cũng đã đặt tên cho công nghệ này là Pixel Eyes. Cụ thể là các hoạt động của công nghệ này là dựa trên những cái sự thay đổi về điện dung khi mà ngón tay chạm vào màn hình LCD. Cái thứ cảm biến này ở thời điểm hiện tại là 8x8mm, cũng khá nhỏ gọn đấy chứ. Nhưng mà trong tương lai thì GDI còn tối ưu cho cái thứ nhỏ hơn nữa và dự kiến là nó sẽ được thương mại hóa vào tháng 3 năm sau, tức là chúng ta còn cả một năm chờ đợi nữa. Và tin tức cuối cùng trong ngày hôm nay cũng là liên quan đến Nhật Bản, đó là nhà mạng NTT đã ký hợp đồng 5G thương mại cung cấp các sản phẩm trạm gốc 5G đầu tiên với Nokia đến năm 2020. Theo thỏa thuận của hợp đồng thì Docomo sẽ tích hợp phần cứng E-Scale lên cơ sở hạ tầng mạng 5G của mình. NTT, Docomo và Nokia là hai đối tác chặt chẽ trong việc triển khai thử nghiệm mạng 5G và hiện tại đã đạt được những cái thỏa thuận nhất định. Giám đốc của NTT Docomo cũng cho biết thêm là chúng tôi đã hợp tác với đối tác Nokia các công nghệ 5G khác nhau và sử dụng các thí nghiệm từ năm 2014. Với thỏa thuận này với Nokia thì chúng tôi hiện tại đang trong quá trình tiến tới bước tiếp theo, phóng dịch vụ mới và kinh doanh với các đối tác công nghiệp theo chiều dọc. Ở nước người ta thì đã bắt đầu sử dụng 5G rồi, còn nước ta thì cũng đang bắt đầu chuyển từ 3G sang 4G. Vậy thì khi nào 5G mới được phủ sóng tại Việt Nam đây ta? Và đó là những tin tức có trong bản tin Daily ngày hôm nay. Các bạn nghĩ gì về những tin tức này? Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Và một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã trở thành một trong hai đội mạnh nhất U23 châu Á. Và Tết Bắc cũng như là toàn thể người dân Việt Nam sẽ ủng hộ các bạn trong trận chung kết sắp tới. Việt Nam cố lên! Yeah!